là một điều hạnh phúc. Vì mọi người xin hãy yêu thương và nâng niu mỗi phút giây bình yên, để cùng nhau chung bước đến chân trời ước mơ. Xin hãy tin hạnh phúc luôn giản đơn như tiếng cười trên môi bé thơ. Những lo phiền trong cuộc sống vô thường chỉ như những cơn gió qua. Trên một hành trình được mang tên hạnh phúc, hạt yêu thương chúng ta gieo trong hôm nay, ngày mai kia sẽ cho hoa trái yêu thương. Hãy học cách sớt chia trước khi nhận về, và hạnh phúc sẽ đến như một điều tất nhiên. Đừng đi ngay dưới chân chúng ta bạn ơi, hãy tự tin bước đi trên đôi chân mình, để cho mỗi phút giây cuộc đời đang sống là mỗi bước hành trình ta đi cùng hạnh phúc. Và nâng niu mỗi phút giây bình yên, để cùng nhau chung bước đến chân trời ước mơ. Xin hãy tin hạnh phúc luôn giản đơn như tiếng cười trên môi bé thơ. Những lo phiền trong cuộc sống vô thường chỉ như những cơn gió qua. Trên một hành trình được mang tên hạnh phúc, hạt yêu thương chúng ta gieo trong hôm nay, ngày mai kia sẽ cho hoa trái yêu thương. Hãy học cách sớt chia trước khi nhận về, và hạnh phúc sẽ đến như một điều tất nhiên. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, cùng các bạn trẻ và quý Phật tử đang có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Bính Thân. Chúng con được cùng ni sư về dưới mái chùa Vạn Phước, được gặp các quý thầy, quý cô cùng quý bạn hữu, thật diễm phúc biết bao. Kính thưa đại chúng, như Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí câu 82 có ghi: như hồ nước sâu thẳm, trong sạch không đục nhơ, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Thật vậy, những giờ phút bình yên nhất chính là lúc chúng con được nghe ni sư giảng dạy về cuộc sống và chánh pháp, là những giờ thiền tọa, thiền hành quanh chùa. Những thời khóa đó thật quý biết bao, khi mà cả thế giới như ngừng chuyển động, chỉ để nghe pháp, nghe chúng con hít sâu, thở nhẹ. Chúng con cảm nghĩ mình là những bạn trẻ hạnh phúc nhất khi mà chúng con được sống, được làm việc trong môi trường đầy đủ, lại có được nhiều bạn cùng chung tâm ý hướng Phật, được tự về chùa Thiên Quang hàng tháng để thúc liễm thân tâm, tinh cần tu học. Và sáng ngày hôm nay là một ngày đại hạnh phúc khi chúng con được cùng ni sư phát các phần quà yêu thương tại chùa Vạn Phước,
giờ đây lại chuẩn bị được theo thời khóa và được nghe pháp hành thiền cùng cả đại chúng, thật lòng có hạnh phúc nào thay. Một ngày từ thiện tu học ngoại khóa ý nghĩa sắp trôi qua, chúng con ý thức được thời gian như trôi nhanh hơn khi mà nắng đã xế chiều. Chúng con quý từng giờ từng phút ở bên người thầy khả kính của mình. Thế nên giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, con kính thỉnh ni sư khai pháp để chúng con kịp ghi lại những bài học quý giá và đặc biệt trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. Kính thỉnh ni sư khai pháp. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Vạn Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Ngày hôm nay, đúng như một bạn trẻ đại diện cho quý Phật tử và các em vừa tác tập, đó là một ngày đặc biệt cho tuổi trẻ Thiên Quang của chúng ta. Các bạn đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau, từ nhiều trường đại học, từ những nhóm tình nguyện viên khác nhau, nhưng chúng ta tạm quên đi những cái riêng của mình để trở về với tuổi trẻ Thiên Quang. Mà mục đích để chúng ta tu tập, phấn đấu và sinh hoạt đó là chia sẻ niềm an vui và hạnh phúc đến với cuộc đời trên cơ sở hoàn thiện đạo đức của bản thân mình. Kính thưa quý Phật tử, các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay hoạt động ngoại khóa của chúng ta có một hoạt động mà các bạn rất là yêu thích, đó là được chia sẻ những phần quà. Khi sư cô vừa nói rằng ở Bến Tre, một vùng đang bị xâm mặn và dân nghèo rất nhiều, thì các bạn rất là hào hứng và đã đề nghị nhiều lần là chúng ta cần phải đi xa một chuyến, tận mắt đến thăm những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Mặc dù các bạn trẻ ở các câu lạc bộ nhân sinh, rồi là tâm đức, hướng thiện, tâm thiện, vân vân, các câu lạc bộ đều đã đi từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà với những cái màu áo khác nhau như vậy, chúng ta cùng đi với nhau, hòa hợp bên nhau trên những chuyến xe có nghe kinh, rồi tụng chú đại bi, rồi đọc 20 điều nhớ ơn, rồi những lời ca tiếng hát để đưa chúng ta về ngôi chùa Vạn Phước này. Đó là những kỷ niệm không quên. Nhưng sư tin chắc rằng các bạn sẽ càng phải nhớ mãi hình ảnh của những người rất nghèo, có mù, có tật nguyền và bất hạnh. Nhưng mà các bạn thấy đó, không phải ai cũng có một thói quen được niệm Phật, được tri ân và có những lời tác bạch cảm động như một bạn vừa mới đã đại diện chúng ta là. Với những người đó, mình phải năn nỉ người ta trước khi nhận quà, hãy ngồi xuống, hãy lắng nghe. Sư đang nói những điều làm cho các vị hóa giải những nỗi khổ niềm đau. Sư giúp cho các vị phải sống như thế nào để bớt nghèo, để bớt khổ. Nhưng không phải nói như vậy mà họ nghe. Các bạn thấy không? Mình nói niệm Phật thì đa số các em bé niệm thôi. Còn họ vẫn trong một tâm trạng lo ra là không biết trong cái giỏ quà kia có cái gì và lúc nào thì được phát và lúc nào được về. Trong khi những món quà đó các bạn là người biết rõ nhất, một tuần 10 ngày là kết thúc. Cái gì còn lại? Chính chúng ta được tu tập mới biết rằng trên mọi công đức bố thí pháp là hơn hết. Các bạn đang làm việc bố thí pháp đó là bởi vì sao? Chúng ta sẽ không phải như mọi khi đi đến mỗi nơi tập họp lại, phát quà rồi đi về. Chúng ta giữ trật tự, muốn mọi người ngồi yên lặng và chúng ta nói cho hiểu rằng vì sao con người ta sống trên cuộc đời này phải tin sâu nhân quả. Một việc làm nhỏ của các vị thôi cũng là bố thí pháp, chứ không phải đợi ai cũng có tiền, ai cũng phải bỏ tiền mua quà cát mới gọi là bố thí. Bố thí có nhiều phương diện khác nhau. Và sư nói rằng các bạn trẻ ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều đã bố thí, nhất là dành cho những người ở vùng xa, vùng sâu mà Thượng Tọa trú trì chùa Vạn Phước nói với sư rằng có những người cả đời chẳng có đến chùa. Nếu chùa không cho quà họ chẳng đến đâu. Nếu mà để đi chùa thì họ đi làm gì? Có lợi lộc gì đâu, có ra tiền đâu. Và vẫn quẩn quanh trong những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Như vậy chúng ta
cái tuổi trẻ thiên quang lại hình thành từ các bạn chứ không phải từ sư. Lúc nào sư cũng nhắc đi nhắc lại điều đó, bắt đầu từ những việc làm phóng sanh, bắt đầu từ những cái thời tác bạc xin được nghe pháp, và cuối cùng chúng ta kết nối với nhau. Trong đó đặc biệt có câu lạc bộ nhân sinh, với số lượng các bạn trẻ rất đông đã đồng hành, đã gắn bó với người mù ở thiên quang mấy năm qua. Rồi giờ đây có sự hiện hữu của các bạn, và không chỉ là của các câu lạc bộ từ thiện tình nguyện, mà còn có các sinh viên, còn có những cái người tuổi cũng đáng anh chị hoặc cha mẹ chúng ta cũng rất là muốn cùng bên với chúng ta để mà sinh hoạt những hình thức lợi người lợi mình của tuổi trẻ thiên quang. Thì hôm nay sư muốn nói với các vị một điều: tại sao trong cái chương trình tu học xã ngoại ngoại khóa của chúng ta lại có chương trình từ thiện? Bởi vì từ thiện là để hướng thiện, từ thiện là để cứu khổ ban vui, từ thiện là để biết buông xả bớt tham lam, từ thiện là để cho lòng mình được nhẹ nhàng, được an vui và hạnh phúc. Mà muốn từ thiện, chúng ta phải gần với những người có tâm thiện mới làm từ thiện được. Nhưng các bạn thấy đó, đời sống bây giờ nó hướng về cái xu thế vật dục, người ác gần nhau để làm từ thiện cũng rất nhiều bởi những mục đích khác nhau. Và chúng ta thật là may mắn bởi vì chúng ta đến bên nhau bởi tâm thiện thật sự. Những công nhân với những số tiền ít ỏi vẫn tha thiết được đi vùng sâu vùng xa để làm từ thiện. Những sinh viên không có tiền, những người già hoàn cảnh khó khăn vẫn cùng với thiên quang đồng hành trong những hoạt động từ thiện của chúng ta. Vậy thì hôm nay sư muốn trong một giờ phút rất ngắn ngủi, tất cả chúng ta cần phải nắm rất rõ cái chân lý của việc làm của mình. Nhiều khi chúng ta làm vì niềm vui, vì phong trào, vì sự chưa biết, muốn làm quen. Như hôm nay cũng rất là nhiều bạn trẻ đi với bạn của mình để được cùng đi thôi, chứ cũng chưa biết hết ý nghĩa của việc làm. Cho nên dành một ít thời gian để chúng ta hãy nhớ rằng cuộc đời con người được hạnh phúc, được an vui khi tâm của chúng ta chỉ còn là thuần thiện. Rồi chúng ta tu tập đến một lúc chẳng còn thiện, chẳng còn ác, là trở về tánh không. Thì tánh không đó, chân không diệu hữu đó là chân giác ngộ. Điều đó chính các sư, các thầy đây cũng phải miệt mài trên con đường mà không biết bao giờ là về đến đích. Còn quý Phật tử và các bạn trẻ của chúng ta, ngay cái giờ phút ngồi thiền, chúng ta cũng nhiều bạn thật lòng mà nói rằng: thưa sư, trong một cái không khí thanh tịnh như thế này, trong tâm con vẫn xáo trộn, vẫn nhiều ý nghĩ, vẫn nhiều sự buồn lo. Vì sao? Tập khí về thói quen, trong tâm lúc nào cũng lăng xăng lộn xộn, cũng suy nghĩ toan tính và âu lo. Cho nên sư nói hãy thả hết ra dòng sông ngoài kia. Các vị ngồi yên nhưng cũng không thả được. Ngồi thiền cũng không chịu thiền, cứ ngồi không biết lúc nào xong thiền. Rồi khi thuyết pháp thì lại không biết lúc nào xong thuyết pháp. Lên xe thì lại nhìn đồng hồ, không biết lúc nào về đến nhà. Cứ như vậy cuộc đời chúng ta là một sự chạy theo một cái đích mà không bao giờ đến đích, làm cho chúng ta khổ sở và lo âu vô cùng. Cho nên thời pháp hôm nay, sư muốn tất cả các bạn trẻ và quý Phật tử có nhân duyên cũng là cùng thắp tùng trong cái ngày tu hôm nay, hãy hiểu rõ cái việc làm cao quý của mình, tu tập cũng như từ thiện. Đó là cái nội dung chính của bài pháp thoại ngày hôm nay. Quý Phật tử thân mến, các bạn trẻ rất là yêu quý, từ thiện đó là để hướng thiện. Khi tâm thuần thiện, chúng ta hạnh phúc. Trong tâm ta có những điều ác, có những điều tham, có nỗi sân si, toan tính, nghi kỵ, lo âu là chúng ta bất hạnh, chúng ta không có hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc của chúng ta thì nói cũng thiện, làm cũng thiện, nghĩ cũng thiện, thì chúng ta là người thiện. Mà thiện đó là gì? Là một trong những nền tảng căn bản để chứng tỏ mình là người sống có đạo đức. Có nhiều người đi chùa, đi làm những Phật sự, gọi là Phật sự nhưng cuối cùng là ma sự, vì không biết được cái mục đích của việc làm. Vì ham vui, vì muốn PR tên tuổi, vì nhiều mục đích khác nhau, cho nên cuối cùng cũng mang một cái mác hoạt động từ thiện, hơn nữa là từ thiện Phật giáo, nhưng đã sai. Vì vậy, đối với sư, các bạn theo sư cũng mấy năm qua rồi, tuy là không chính thức
và mới chính thức từ năm ngoái đến năm nay. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng sư là chủ trương thuốc đắng dẫn tật, lời thật mất lòng. Đôi khi nói nhiều điều các bạn buồn, nhưng mà sau đó các bạn cũng không có giận sư, vì nói rằng tụi con chẳng giận sư phụ, vì biết sư phụ cũng thật lòng với tụi con thôi. Nhưng đôi khi lời nói thẳng quá thì đau quá, đau quá thì bị tổn thương, thì bị mất lòng. Nhưng mà chúng ta đi theo Đức Phật và chánh pháp, chúng ta phải đối diện thẳng vào mình và đã biết rằng mình đang làm gì và mình đang hướng đến điều gì. Trước hết chúng ta gặp gỡ nhau. Trong Kinh Phước Đức, thầy Phước Minh vừa hướng dẫn chúng ta tụng đó: tránh xa kẻ xấu ác, được gần gũi người hiền là phước đức lớn nhất. Thì chúng ta đang câu hội một cái hội chúng như thế này, thì kẻ xấu, kẻ ác có muốn trỗi lên cũng không được. Mình không phải nói tất cả chúng ta đều là người hiền thiện, có người xấu, người ác, cũng như trong tâm của sư cũng có những hạt giống xấu và ác. Nhưng làm sao trỗi lên được đây? Sư trỗi lên cái xấu thì lập tức quý thầy nói: ủa sao sư Hương Nhũ này xấu dữ vậy? Sao có những lời nói xấu vậy? Có những ý nghĩ ác như vậy? Thì mình hổ thẹn, mình tự điều chỉnh lấy mình. Các em nếu có hành động ác hay lời nói ác thì những người chung quanh sẽ ngạc nhiên và sẽ nói: mình đi chùa mà tại sao có lời nói ác, hành động ác? Cho nên khi mình được thân cận những người hiền thiện, tạo thành một hội chúng như thế này thì muốn ác cũng không được. Vì vậy, tránh xa kẻ ác, gần gũi người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức của chúng ta. Mà như hôm nay chúng ta đang được gần gũi những người hiền, những người bạn hiền, và nói những lời nói hiền lành, vui tươi. Chúng ta đến chùa từ sáng tới giờ thì chúng ta sẽ nói là: vui quá, người nghèo tội quá, người mù tội quá, và cảnh đẹp quá, rồi chụp hình đi, vân vân. Thì cũng chỉ những câu nói đó, chứ chúng ta không thể có những cái duyên để nói lời ác. Nhưng cũng một ngày Chủ nhật hôm nay, bên cạnh cái thế giới của chúng ta đang sống, biết bao nhiêu con người đang làm ác. Có những con người giết cha, giết mẹ, giết người thân, hay là cướp của. Thậm chí là ở Huế, một cái xứ sở thần kinh, mà vừa rồi có một kẻ mang súng để vào cướp nhà băng đó. Mà nhà băng mất ngay 700 triệu đồng trong một buổi sáng đó mà không ai làm gì được. Rồi kẻ cướp cuối cùng truy lại là một cây súng giả mà thôi, nhưng uy hiếp được tinh thần của những nhân viên và cướp đi gần 1 tỷ đồng của ngân hàng Huế. Như vậy con người ta nếu sống trong những cái môi trường, những hoàn cảnh xấu ác, nó sẽ trỗi dậy những hạt giống xấu ác trong tâm. Sư có giảng bài pháp về tham. Người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng mà sư dám nói rằng nhân chi sơ tánh bổn tham. Sanh ra đã tham rồi. Đứa bé thèm ăn khát bú là khóc thét lên, được như ý thì mỉm cười, không như ý thì gắt gỏng. Đó là một biểu hiện của sự tham. Nhưng mà sơ sinh rồi lớn lên, nó sẽ theo cái chiều hướng ham thích của nó. Cái đứa trưng diện thì nó sẽ thích mặc áo quần của mẹ, mang giày dép của mẹ, đi ra đi vào ấm ẹp như một người lớn. Có những đứa thích đồ chơi và sẵn sàng giành giật của anh, của em, của bà để thỏa mãn niềm vui. Làm sao một đứa bé mà mới lớn lên thôi đã biết chào, biết thưa, biết nói những lời làm cho ai cũng vui lòng, những lời nói dễ thương. Đó là những cái gì? Hạt giống lành ươm ở trong tâm, trong hồn của nó. Chúng ta đang sống với nhau để mà huân tập những hạt giống hiền thiện được tăng trưởng, được nảy nở và hóa giải đi những hạt giống xấu ác. Mà mình không thể nói rằng mình ngồi đây không có ai ác, mà tất cả đều có hạt giống xấu ác, nhưng không có điều kiện để được nảy nở và tăng trưởng. Vì vậy chúng ta phải gần nhau, gặp nhau, thân cận bậc thiền hiện trí thức. Người hiền như cỏ huân thơm ngát, còn những loại như cỏ du thì hôi hám vô cùng. Người ta ví mình như loại cỏ hôi, tức là nói lên con người không có hương thơm. Còn chúng ta nói lời lành, làm việc lành thì tuy rằng không gặp, nhắc đến trong mình, trong tâm mình vẫn nghe sâu ấm áp. Các bạn trẻ, chúng ta ở đây không phải ai cũng giàu có. Mỗi người có một cái hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Nhưng tại sao nhắc đến tên các bạn thì sư lại cảm thấy vui? Bởi vì những bạn này nè, là sống vì cộng đồng. Những bạn này đang tập quên cái ngã nè. Những bạn này đang tập không còn sát sinh hại vật.
những bạn này đang hướng về sự ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, và những bạn này lúc nào cũng ưu tư về những mảnh đời đau khổ và bất hạnh chung quanh mình. Không phải là sư khen, trước đây cũng có nhiều công nhân rất là nghèo, nhưng mà cũng đi tiền trạm, đi kiếm những cái chỗ xa xôi để cho quà, mà có khi gom góp cả năm cho được vài phần quà chứ mấy. Nhưng mà vẫn là một sự hy sinh, là một sự buông xả. Mới trưa hôm qua, có hai người Phật tử đến gặp sư và nói rằng là con muốn đến gặp sư từ năm ngoái, nhưng mà con phải để dành tiền. Con muốn từ thiện cho người mù rồi con mới đến gặp sư. Sư nói tại sao như vậy? Gặp các thầy, các sư đâu phải đợi trong túi có tiền. Đó, mình mà chờ đợi điều kiện này, điều kiện kia là mình đánh mất những cái cơ hội tốt đẹp gần gũi các bậc thiện tri thức. Thì cô nói rất tội, con làm nghề buôn bán chén bát ở ngoài chợ, một cái chén lời có mấy ngàn thôi, ngày nào cũng phải bỏ ống 5 ngàn, 3 ngàn, suốt hơn một năm, bây giờ con có khoảng 20 triệu đồng, con có thể làm từ thiện cho được bao nhiêu người mù, thưa sư. Sư cảm thấy cái số tiền của cô á, quý còn hơn đó, là những tài sản lớn lao, những hạt kim cương quý giá mà con người ta không dám bố thí một đồng. Để dành hơn một năm trời và còn phải là để kêu gọi người thân mới có gần 20 triệu đồng. Rồi là đi lên gặp sư đại thôi, vì gọi điện cho sư không được, mà cầu nguyện Quan Thế Âm để được gặp sư. Cái số tiền đó để dành hơn một năm, và từ đây cho đến cuối năm, ngày nào được bố thí cho người mù, sư cho con lên bố thí, con bố thí bao nhiêu người cũng được. Tại vì khi con tâm sự với một người bạn thì họ nói có bao nhiêu tiền mà đòi đi lên thiên quan làm từ thiện, người ta cả ngàn người mù ở trển. Và có những con người có những cái sự là gì, những lời nói mà ngăn cản cái lòng hướng thiện của người khác. Sư nói với các Phật tử và các bạn trẻ ở đây, một đồng bạc cũng từ thiện được, và không đồng vẫn là từ thiện được. Các bạn đồng ý với sư không ạ? Thế thì chúng ta đừng căn cứ rằng đợi có tiền, nhưng cái việc làm từ thiện của chúng ta như thế nào, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải là liễu tri. Trước hết, chúng ta gặp gỡ nhau đây là tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Nếu không có cái tập thể này thì chúng ta sẽ chụp hình suốt một ngày cũng không hết. Tại vì chùa đẹp thì cảnh nào cũng tạo dáng được. Em xinh, em đứng chỗ nào cũng xinh. Trúc xinh, trúc mọc đồ đình. Em xinh, em đứng chỗ nào cũng xinh. Nhưng nếu mà em không xinh lắm á, thì em chụp hình về em photoshop thì em cũng xinh. Thấy chưa nào? Cho nên có lần ở bên Hàn Quốc, cô gái mới gửi hình cho người bạn trai của mình, và người bạn trai đồng ý đến tiếp đến một cuộc hẹn hò rất là quan trọng. Và chàng này rất là giàu có, nếu được có thể tiến tới hôn nhân, tức là hẹn hò qua Facebook. Nhưng đến khi gặp thì chàng ta muốn đưa cô ta ra tòa, bởi vì là khi gặp thực tế nó khác xa với cái hình mà cô ta gửi qua Facebook. Thì cô ta nói ăn sao giúp thế, thời đại này là thời đại của Photoshop mà ăn. Thấy chưa nào? Giống như là người ta nói là nhìn xa đó thì giống như là nghệ sĩ, mà đến gần giống con khỉ. Mà chúng ta thì nhìn xa giống nghệ sĩ mà nhìn gần giống Phật. Cho nên là sao? Con thương sư vì sư giống Phật, Phật thương con vì con giống sư. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa lại nhớ, gần nhau lại cười. Chúng ta đừng nên là bằng cái thế giới ảo nữa. Bây giờ mình tu tập như vậy mà sư cũng rất thích các bạn năng động, phải không nào? Hình ảnh rồi là cập nhật, rồi là Facebook, rồi sư cũng không có gì ngăn cản. Đó là cái tuổi trẻ, thời đại. Hồi đó sư lạc học lắm, sư thấy ai dùng Facebook là sư ác cảm. Đi đâu cũng chụp hình, sư cũng không thích. Nhưng sư nói, ôi sao mình già rồi mình bắt người ta già theo mình. Đó, người ta có quyền vui. Nhưng mình phải biết cái giá trị cuộc sống của mình không phải chỉ là dùng những cái lời vô nghĩa. Cái Facebook đó phải là một cái công cụ tăng phước đức cho mình. Chẳng hạn như các bạn biết dùng Facebook để chia sẻ cho mọi người biết có những mảnh đời bất hạnh cần phải được giúp đỡ. Cái Facebook để nói lên rằng lúc trước tôi là một ngày là ít nhất là nửa bao thuốc lá, một cữ nhậu, bây giờ tôi đã bỏ rồi. Tôi cảm thấy điều đó không còn ích lợi. Tại sao mình không kết bạn trên cái phương diện đó mà chỉ kết bạn xấu gặp xấu, ác gặp ác? Điều đó chúng ta cần phải xem lại. Nếu chúng ta xấu gặp xấu và ác gặp ác, chúng ta
Nói là làm từ thiện nhưng không phải là từ thiện, chỉ là một cái vấn đề để giải trí, hợp thức, hợp thức hóa mà không ai chửi được mình. Con đi đâu đó? Con đi từ thiện. Ôi cha mẹ quá hài lòng. Nhưng thật sự những cái số tiền đó của 10 phương thế giới góp lại mà mình cũng không làm đúng cái mục đích của mình. Cho nên cái chữ từ thiện bây giờ mà không hiểu đúng đó, thì sư là thầy mà sư dắt dẫn các bạn đi đến gì? Gần địa ngục hơn là về với các cái cảnh giới an lạc. Chúng ta thân cận người hiền, đức hạnh cao quý trong sáng của những người hiền sẽ hun đúc, huân tập cho chúng ta. Cũng như sư mà đi đâu, đi với sư phụ. Ngày xưa nhỏ đến lớn theo sư phụ tu, nửa đêm 12 giờ là cái giờ người ta ngủ ngon nhất, thì thầy gọi dậy cho lại hồng nhan. Những lúc đó sư cứ nói rằng cuộc đời đi tu thì thích thật, tại vì mình thích đi tu mà không ai bắt mình đi hết á. Nhưng mà cái giờ lại hồng nhan sao mà đau khổ thế, mà mọi người được ngủ mà thầy gọi mình dậy nữa đấy. Nhưng mà chính vì thầy tập cho mình bây giờ, thành ra mình ít ngủ. Trông mặt thì ai cũng biết là mình ít ngủ, nhưng tinh thần của mình nó vẫn rất là tỉnh táo, nó không có ngợt ngời như kẻ say rượu. Cái gì cũng phải có huân tập hết các bạn ạ, chứ không có cái gì mà một sớm một chiều mà có thể được. Và mình thân cận những người hiền như thầy mình, như các bậc thầy mà gương mẫu đức hạnh, tự nhiên mình cũng phải tỏa sáng. Chứ mình mà lộ ra những cái tham, cái sân, cái xấu ác thì tự nhiên mình xấu hổ đi. Vì vậy gần người hiền như đi trong sương móc, tuy không ướt áo nhưng lại thấm được. Bây giờ ngoài trời có sương rơi đó, nó hơi mờ đó, thì chúng ta ra ngoài đó ngồi không có ướt áo. Nhưng từ đây ngồi tới 5 giờ chiều thì tự nhiên người mình nghe nó ấm ướt. Tức là nó không ướt hẳn nhưng nó thấm được. Thì mình gần người hiền cũng như vậy. Những cái hạt giống hiền nó qua bên mình mà mình không biết, mà mình gần người ác cũng thế. Nó thấm, nó nhiễm với mình từ từ thôi, nhưng tác động của hoàn cảnh chung quanh mình không thấy rõ và nó thâm nhập dần dần. Sư vẫn nói với các bạn, nếu phước đức mà thấy thì tất cả người ta đều dành nhau làm công đức. Nếu tội lỗi mà thấy thì không ai dám làm. Nhưng tiếc thay phước đức chúng ta không nhìn thấy, tội lỗi không nhìn thấy, cho nên người ta cứ tạo tội. Vì vậy khi được làm một việc thiện, nói một lời lành, giúp một người nghèo khổ hay cứu một sinh mạng, thì chúng ta luôn luôn cố gắng làm. Bởi vì chúng ta biết đó là một trong những nhân chúng ta tăng phước, mà phước thì không nhìn thấy. Có những người miệng nói rất là phước, thích nói, nhưng thật ta anh ta không có phước bởi vì anh ta không làm, nhưng mà anh ta nói để người ta ngưỡng mộ thôi. Thì đối với nhà Phật, nhìn cái việc làm chỉ nói mà không làm thì rất là đáng thương. Chúng ta sẽ tập là nói những gì mình làm được, và chúng ta không làm được, chúng ta khiêm cung, học hỏi, lắng nghe và hoan hỷ với công đức của người khác. Đó. Chẳng hạn như thấy các anh quay phim như thế này, chụp hình như vậy, cũng có nhiều bạn ngưỡng mộ lắm. Nói trời ơi, mình mai mốt đây mình cũng phải làm sao có cái duyên, mình chụp hình, mình có cái máy, mình quay những cái hoạt động từ thiện, những cái buổi nói chuyện, rồi mình về mình mở cho gia đình nghe. Từ cái tâm mình khởi lên cái niềm ước muốn thiện hiền đó. Nhưng cũng có người thấy người ta làm việc đó, làm cái kiểu thế mà ghét, thấy người ta đi vắng, người ta vừa đi ra khuất một cái đá rồi gãy cái làm cho cái chân quay máy rớt xuống cái rọ. Tự nhiên sanh cái tâm ghét người ta một cách là vô cớ, đó, ganh tị. Mà cái chuyện đó, đó thì người nam đó, người ta ít, mà người ta nói người nữ hay ganh tị. Nếu mà mình con Phật mà để người nữ ganh tị đó, thì chúng ta phải biết phước đức nó giảm, phước đức nó mất và chúng ta không có hạnh phúc. Vì vậy đó thì sư nghĩ rằng khi chúng ta đã về với nhau rồi, mà sư hay nói thẳng là vì sư biết các bạn đã bỏ bớt được những cái tường rào ngăn cách giữa chúng ta. Khi nói những điều hay lẽ phải các bạn mỉm cười, nhưng nói thói hư tật xấu thì chúng ta cũng mỉm cười. Đó là cái điều hạnh phúc nhất giữa thầy trò chúng ta. Có phải như vậy không ạ? Tất cả chúng ta phải nhớ rằng hoàn cảnh tác động đến con người rất lớn lao. Ở đây bên cạnh sinh viên có rất là nhiều công nhân viên đã có gia đình, thì hoàn cảnh sẽ tác động rất lớn vào trong tâm hồn con cái của các bạn. Các bạn là gì? Là tấm gương, con mình là phản ảnh hình ảnh của cha mẹ. Nên con tôi sao hư quá, thì mình phải biết mình chẳng tốt lành gì đâu. Sư dám nói điều đó. Một phần do nhân quả của nó nữa, nhưng cha mẹ cũng là một tác nhân quan trọng đưa đến những người con. Cha mẹ quá hiền lành mà con hư đốn, nếu không phải là nhân quả nghiệp báo thì người cha người mẹ rõ ràng có một lối sống giả dối, nói phước đức chỉ trên miệng mà không thật tâm làm.
cho nên nó đưa đến quả báo là mình phải đau khổ vì con. Hoàn cảnh tác động đến con người rất lớn lao, cho nên sư khuyến tính các bạn trẻ về với chùa, với tập thể nhiều. Chùa ở đây chúng ta thấy sư cũng không có là tuyên truyền cho các bạn đi xuất gia, không phải như vậy. Đó, mà chúng ta phải tin sâu nhân quả để chúng ta được an vui hạnh phúc. Ngày xưa bà mẹ Mạnh Tử là những người xưa đó mà trong sách sử phải để lại, bà cho con mình ở gần cái chỗ mà đồ tể, cứ 3-4 giờ sáng là tiếng giết heo, cho nên heo nó kêu lên thảm thiết. Đó, thì đứa con đó ngày nào nó cũng kiếm một cái gối hay là nó kiếm một cái vật gì để nó đâm vô, xong rồi nó không có ai làm heo thì nó tự làm heo luôn. Nó tự làm heo. Nếu nó làm con heo không được thì nó sẽ làm con dao, nó đâm đứa khác. Nó lấy cái cây, nó bảo là bây giờ mi làm heo nha, tao đâm cho mày. Cái nó đâm bạn nó, cái bạn nó không kêu ss, nó bảo phải kêu lên ss chứ. Tức là suốt ngày chỉ chơi cái trò đâm heo và giết heo thôi. Bởi vì sống gần cái nhà đồ tể. Người mẹ thấy con mình đi học về chỉ chơi cái trò giết heo như vậy, tin chắc ngày mai nó sẽ làm nghề đồ tể không khác, nên mà dắt sang một cái làng khác, dọn hết nhà cửa. Mà nhà rất nghèo, một lần đổi nhà cửa là khổ lắm. Nhưng bà nghĩ là gì? Cuộc đời mình coi như không còn gì rồi, con cái là quan trọng, cho nên đổi nhà sang một cái nơi đó, lại gần cái nơi ông thầy là chuyên cúng và đám mài. Cho nên nó ở đó một thời gian thì nó lấy cái áo dài của bố nó mặc vô, xong rồi nó kiếm cái vỏ dừa, cái nắp ken, nó gõ ben ỏ e làm thầy cúng. Để đi học thì thôi, về là bắt đầu nó mặc áo vô, nó lạy, nó cúng, nó kín, và nó giả tiếng khóc là cúng đám ma đó, nó giả tiếng người khóc, rồi nó giả này giả kia, làm cho bà ấy trời ơi, kiểu này thì ngày mai nó chỉ là một ông thầy cúng đám ma. Không phải ai cúng đám ma người ta cũng siêu thoát được đâu nha, nhớ điều đó. Cho nên là phải đủ đức độ thì mới siêu thoát được âm linh. Vì vậy bà thấy con bà chả lo học hành gì hết, suốt ngày mặc áo mà cúng, thì bà sợ rằng ngày mai nó biến cái nghề cúng thành một nghề kiếm tiền, cho nên bà lại tiếp tục dời nhà. Và sang cái nhà thứ ba thì ở gần trường học, thì suốt ngày là nó đi học về thì nó cũng sẽ nghe tiếng thầy dạy học thật, rồi học trò phải học. Cho nó về nó cũng sắm cây thước, nó gõ bàn, rồi nó làm thầy, nó tự làm thầy, nó làm trò, nó cũng phải học hành suốt ngày. Và bà từ đó ở cái nhà gần trường học. Thì đây không phải ai cũng ở gần trường học. Ở đây sư muốn nói rằng cái môi trường nó tác động rất lớn đến con em chúng ta và chính chúng ta. Chẳng hạn có những bạn hồi nào giờ đâu có nghe pháp, chỉ đi theo nhóm tâm đức thôi, xong rồi bây giờ được nghe pháp, mà bây giờ không muốn nghe cũng được, ai người ta cũng ngồi hết, chẳng lẽ mình làm gì vậy? Cho nên cũng ngồi. Thì nghe câu được câu không cũng sẽ có những điều ích lợi cho cuộc sống của mình. Đó là giờ ảnh hưởng người bạn lành, thì bạn lành đưa lên những cái tập thể lành và mình nghe được những điều lành. Mà mình đừng có nói trời ơi, mình nghe có nguyên bài pháp nhớ còn câu hai câu không biết làm được cái gì. Thì chúng ta phải biết kinh pháp cú Phật dạy, dù nghe ngàn lời mà không tu, chẳng bằng chợt nghe xin tu được ích. Nhớ có một câu là nói lời lành thôi đã ích lợi rồi, nói nhớ một câu đừng có sát sinh là đã được ích lợi rồi. Đó, cho nên chúng ta hãy ứng dụng cái điều gì tốt đẹp ngay trong đời sống của mình, đừng có hẹn ngày mai, đừng có ngồi chờ thời, đừng có đi xem thầy bói. Nhân quả là do ở chính mình. Không chỉ loài người mà cả loài thú. Các bạn biết không, thuở xưa ở nước Hoa Thị có một con voi trắng sức mạnh vô địch. Khi ai phạm tội thì vua cho con voi đó dẫm chết. Ngày xưa có những hình phạt giết người rất là dã man. Mà cái mà để cho voi dẫm là đau khổ lắm. Bởi vì con voi đó nó không phải dẫm liền đâu, nó giơ cái chân của nó lên, rồi người ta bò đi đâu thì nó đưa cái chân đến đó, rồi lúc thì nó đưa sát xuống, tưởng chừng dẹp cái đầu nó lại nhấc lên, rồi nó lại dí lên dí xuống. Thì cái người mà nằm dưới chân con voi gọi là chết điếng rồi, trước khi con vui rồi nó đạp. Vì vậy có khi con người sanh ra tự nhiên đã sợ hãi rồi, không ai làm gì hết mà lúc nào cũng cảm thấy là tim đập nhanh và sợ hãi. Có lẽ là người đó kiếp trước đã bị chết vì voi dẫm, cho nên bây giờ còn mang cái tâm lý lúc nào sợ hãi. Thì cái con voi này nó làm cái nghề dẫm người phạm tội. Về sau cái chuồng voi bị cháy, người ta mới đem nó về gần một ngôi chùa, vì chùa giống như Vạn Phước này rất là rộng, thì có đất để cho con voi nó ở, cho nó để con voi ở gần cái ngôi chùa. Ngày nào cũng nghe các tỳ kheo tụng kinh hết trơn á, thì tự nhiên cái con voi đó nó hiền lại.
Như chùa sư có nuôi con khỉ đó, gọi là mai đó. Hồi nó mới về nó dám là leo lên trên bàn thờ nó lấy trái cây. Bây giờ nó ở chùa 3 năm rồi, ai cho gì ăn đó. Không bao giờ biết cắn ai. Mà trong khi chùa ở trên núi, ở chùa của người chị mình nó nuôi con khỉ là phải cột, phải nhốt, vô cùng hung dữ. Có thể là tự nhiên mà nó đến gần thì mình nói, mai ăn chưa vậy mai? Thế nó thấy không ai hại nó hết. Còn đây mình liệt, mình chọn, mình muốn bắt thì cái chuyện đó là nó trở nên hung dữ thôi. Đó, vì cái con voi này nó đến gần chùa thì thấy các thầy tụng kinh suốt ngày, cho nên nhập vào trong tông nó. Cái kinh pháp cú thì Phật dạy làm thiện sinh về cõi trời, làm ác đọa địa ngục, tự nhiên nhập vào trong tâm con voi đó. Nó thú mà tự nhiên nó nhớ có một câu đó thôi. Đó, mình nhớ nhiều thứ mà con thú nó nhớ được một câu, à, làm ác á thì địa ngục mà làm thiện sanh thiên. Nó nhớ có chừng đó à. Từ khi nó thâm nhập cái điều đó, tự nhiên nó kinh sợ, nó không muốn giết người nữa. Khi người ta mang tội nhân đến, nó không đạp chết, nó chỉ đưa vòi nó ngửi, rồi nó thè cái lưỡi của nó ra, nó liếm liếm thôi, rồi nó bỏ đi. Nhất định là nó không giết người nữa. Nó còn voi mà nói nó không giết người, nó không giết nữa. Còn nó hồi sáng nay chúng ta thấy không, những người dân vùng sâu vùng xa rất là tội nghiệp. Thưa sư, con giết gà giết vịt thì con chú nguyện rằng là kiếp sau mày đừng làm gà nữa nghe. Thế yên tâm là giết rồi đó. Còn một bà nói là con giết gà thì con nói là đọc chú đại bi, yên tâm giết để ăn thịt, thấy chưa nào. Con mình là không có, chú không phải là để mà để chuộc tội cho mình. Đọc chú đại bi giết bao nhiêu cũng được, thì chẳng lẽ mẹ con ông cho cái chú đại bi để mà sát sinh sao? Nhưng mà cái người vùng sâu vùng xa biết đọc chú đại bi cũng là may rồi. Đó. Còn cái bỏ giết rồi bỏ ăn nữa đó, thì trình độ càng lúc càng cao và gần với cõi thiên, gần với cõi trời, cõi Phật nhiều hơn. Sư từng giảng ngoài Bắc, người ta nói rằng sư nói thì hay lắm, nhưng mà chúng con phong tục là ma chay cưới họ gì cũng giết hết. À, thì sư tính làm sao đây? Thì sư nói rằng sư thì nói lời thật thôi. Còn các vị làm được nhiều, các vị hạnh phúc. Các vị không làm phải chuốc lấy khổ đau. Chứ sư làm sao đi phân xử được cái điều này? Mình có chịu làm, có tin tưởng nhân quả hay không thôi. Chứ làm sao mà sư dám can vào cái chuyện mà các vị nói rằng phong tục tập quán của chúng tôi là như thế. Cho nên người dám vượt qua những cái tập quán phong tục xấu, đó mới là con người trí, hiền thiện, người trí thức. Nói về con voi, từ đó trở đi nó không còn giết người nữa. Lúc nào nó cũng nhớ ở trong tâm nó, làm thiện sanh thiên, làm ác thì địa ngục. Rồi người ta mang tội nhân đến, nó không giết. Vua nghe chuyện đó tức quá, vua mua con voi để mà dẫm phạm nhân, mà cho nó ở gần chùa riết, nó không còn biết giết người. Ông đem về lò mổ, ông cho nó ở gần lò mổ các vị. Đó. Mà nghe tiếng mà giết con này con kia ra, con voi nó rống lên, bởi vì nó sợ. Nó nghe tiếng con vật bị giết đó, nó kinh hãi, nó rống lên. Một tháng, hai tháng, ba tháng, nó hết rống, nó bình thường. Và nó nhìn cảnh giết hại hàng ngày, tâm xấu ác ngày xưa lại bừng lên. Và nó lại bắt đầu dẫm chết người được như ngày xưa. Đó, sư nói cái môi trường ảnh hưởng lớn như vậy. Cho nên có những người nói giờ con đâu có nghe nhạc, coi phim gì đâu sư. Con về là con nghe pháp, con về là con coi kinh. Sư xin chúc mừng các vị đang sống trong thế giới lành. Sư có người cháu gọi sư bằng cô đó. Ngày xưa nó còn nhỏ, có cái thời gian đó, chúng ta còn nhỏ là cái giai đoạn đó là phim tàu, phim bao công rất là phát triển mạnh ở Việt Nam chúng ta. Phim bao công không biết bao nhiêu tập, mà bao công mà xử án thì coi như tuyệt vời. Thấy chưa? Sư cũng còn nhớ nè, cấu đầu đao, thấy chưa nào? Long đầu đao, hổ đầu đao. À, mà ông giết trúng không à? Cho nên mình thấy ông giết mà sao mình nghe khoái quá. Thấy chưa? Chứ mà bây giờ mình làm con Phật rồi, giết cái gì mình cũng thấy sợ. Chứ hồi đó ông cẩu đầu đao thì nó cho mày chết. Đó, thấy chưa nào? Hổ đầu đao mình nó quan mà tham cho chết. Nhưng bây giờ là mình phải nghĩ đến yếu tố giáo dục. Các bạn phải tốt để giáo dục người khác. Chứ suốt ngày mà lớn lên đòi chế luật để rồi đem luật ra để xử để giết người thì nói làm gì? Mình phải cải tạo thì đời sống của mình mới có ý nghĩa. Đó. Cho nên các bạn thấy sáng nay mà nói trời nói đất gì, sư nói giờ ai giơ tay hứa ăn chay một tháng hai ngày thì giơ hết đó, mà không biết giơ cho được lòng sư hay là giơ tay rồi về làm thiệt, phải chưa nào? Nhưng mà có những người chưa từng biết ăn chay là gì mà
Đó, bây giờ mình phải gieo những cái hạt nhân đầu tiên. Chứ bây giờ người ta ôi dân thì nó phải ăn rồi thì nói phải làm gì? Mình không dám dẫm chân vào những vùng đất gai góc, ai sẽ dẫm cho mình đây? Đó là lý do mà sư nói các bạn làm từ thiện phải nghĩ đến yếu tố giáo dục. Chứ từ thiện là tốt rồi, và các bạn đã làm rất nhiều rồi. Thì sư nói cái đứa cháu của sư hồi đó nó xem phim bao câu? Nó dễ thương lắm. Hỏi là lớn lên con làm gì? Nó bảo lớn lên con làm bao câu. Chứ không có làm gì hết. Học lớp 4, lớp 5, lớp 6 là vẫn thích làm bao câu. Rồi Tết nó mang nguyên một con heo đất á, bên trong tiền 1.000, 1.000 em ấy nó cúng dường. Rất là dễ thương. Nhưng bây giờ thì coi như đó là 180 độ, đó là một con người khác hoàn toàn. Khi tiền bạc hút chích, rồi những cái thú vui là dục lạc của đời sống đã làm cho tâm trí nó tối đen và thay đổi, gọi là đã nhúng chàm. Các bạn trẻ ở đây mà chân ai chưa nhúng chàm thì phải nói là vạn phước, chùa vạn phước mà. Thì sư nói các bạn vạn phước. Mà nhúng vô rồi mà rút ra được đó thì còn vạn vạn phước nữa. Tại nhúng là khó, khó ra. Nếm vô rồi thấy ngon quá mà không bao giờ biết được cái sự nếm đó rồi khổ đau liền theo đó. Kinh Pháp Cú Phật dạy mà, tội ác liền theo sau như là cái xe mà lôi cái vật kéo vậy. Xe lao xuống dốc thì cái vật kéo nó chạy theo. Cái ác nó theo mình tức khắc. Cho nên á, mình đừng bao giờ thử một cái chuyện gì mà mình không dám đảm chắc rằng á, là thử cho vui. Đã vậy rồi, nó hư thì cha mẹ sao? Nếu ngày nào cha mẹ cũng tu tập kinh kệ thì nó về nhà nó cũng cảm thấy một cái gì nó kính sợ. Nhưng không, cha mẹ thì sao? Bolero. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ. Cứ tình chết riết rồi nó cũng hút thuốc, nó nằm trong tình chết thôi. Thì chết ngắt thôi. Cho nên môi trường rất là quan trọng. Mà các bạn trẻ chúng ta không sống trong cái tình trạng sống dở chết dở như vậy đó, thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện ta giúp người khác. Còn mình nói từ thiện, mình nói phước đức, mình nói này nói kia, mà mình sống trong tình trạng sống dở chết dở. Sư nói nếu ở đây có những người như vậy không có ngồi nghe pháp được đâu. Lâu lâu mình nghe trong hội chúng một cái ngáp, thằng nào nhớ thuốc, nhớ này nhớ kia, ngồi không được đâu. Đó, chúng ta đã huân tập cái gọi là gì, muốn thời gian dừng lại để cho chúng con được tăng trưởng những công đức lành trong việc nghe pháp, thì chúng ta khác những con người sống trong cái trào lưu thác loạn. Vậy thì bây giờ sư muốn nói với các bạn rằng từ thiện cũng không chỉ là để dành tiền để đi bố thí, mà từ thiện là hãy giáo hóa, hãy giúp đỡ những người bạn, những người em, những người con đang bị nhúng chàm. Thì công đức đó rất lớn. Còn nếu chúng ta bớt một chút để đi từ thiện thì đó là một việc làm cho đời sống chúng ta thêm ý nghĩa. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy một cái sự thật. Chẳng hạn những người 300 người nghèo hôm nay đến, chúng ta cho một phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000. Nhưng nếu không cho, họ cũng không phải vì vậy mà chết đói được. Họ vẫn sống. Ở đây chỉ nói lên cái thông điệp lá lành đùm lá rách thôi. Lá rách cũng không phải là lá chết, nó chỉ rách thôi, nó hơi nghèo thôi. Đó. Nhưng cái khổ là gì? Là không hiểu biết mà khổ. Cho nên cái yếu tố giáo dục đó nó quan trọng. Nếu các bạn tác bạc xin sư cho chúng con được nghe Phật Pháp thì các bạn sẽ thấy cái Phật Pháp, cái giá trị đạo đức nó quan trọng như thế nào trong đời sống của con người. Sư từ ngày về Thiên Quang thì phải nói rằng tháng nào cũng làm từ thiện. Cái điều đó sư không có ngờ. Một năm từ thiện chùa làm một lần là quý rồi. Nhưng mà hội chúng của chúng ta, các bạn trẻ biết đó, là người mù. Mỗi tháng người mù đều về tu tập, mà người mù bỏ bán vé số, bỏ làm các cái công việc lao động mà về nghe pháp, mà mình không có gì cho người ta thì rất là tội. Cho nên thành ra tháng nào cũng làm từ thiện. Nhưng đó, nó chỉ là một phương tiện để cho họ được tu tập. Sư không biến họ thành một con người đi ăn xin, mà sư biến họ thành một con người về tu tập. Và trong cái ngày tu đó, những người có khả năng hơn một chút thì chia sẻ một ít phần quà để cho họ cảm thấy vui rằng mình mù loà, mình về tu tập thì bao nhiêu nhà hảo tâm, rồi các chùa, các sư thương còn chia sẻ những phần quà cho mình. Các bạn đừng biến cái đối tượng được cho trở thành kẻ ăn xin, ăn mày. Chúng ta chỉ là lá lành đùm lá rách mà thôi. Nếu chúng ta không cho, họ cũng không chết. Nhưng họ không biết
thì đó mới là chết. Đó là ý nghĩa của việc từ thiện. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Cho nên, ngày xưa, người ta hỏi Đức Phật rằng tại sao Đức Phật không thi thố thần thông cho bọn ngoại đạo nó sợ, nó theo Phật hết. Mà Đức Phật thì các vị biết rồi, A-la-hán là đã có thần thông rồi, huống chi Đức Phật. Nhưng mà Ngài không cho các tỳ kheo thi thố thần thông. Đới đến đó mà dân đói là phải cùng đói, chứ không được tự biến ra một dĩa cơm gà mà ăn đâu nghe. À, có chuyện đó. Dân đói là mình cũng phải đói, dân no thì mình được no. Không dùng thần thông để sống. Nói như vậy sao Đức Phật không là dùng cái nghề coi bói á? Coi là kiếp trước ông thế này, kiếp sau bà thế kia, để người ta thấy linh thiêng quá người ta theo. Đức Phật nói ta cũng không chủ trương cái việc đó. Nói như vậy Đức Phật làm cái gì để cho người ta theo Ngài? Đức Phật nói giáo dục, chuyển hóa. Cho nên chư Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại cuộc sống an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mà muốn người ta an vui và hạnh phúc thì là sao? Phải khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là mỗi môn con người đều hiểu giá trị của Phật Pháp. Thì quý Phật tử và các bạn trẻ ở đây rất là hạnh phúc, vì trong các bạn những cái hạt mầm của Phật Pháp đang được nảy mầm, được săn tốt và được trưởng thành lớn mạnh trong hôm nay và ngày mai. Sư xin chúc mừng các bạn. Như vậy, xã hội ngày càng văn minh, con người càng đề cao cái vấn đề nhân văn, sự chia sẻ. Còn cái thời gian sau chiến tranh đâu có ai nghĩ đến từ thiện. Nhà ai cũng khổ, nơi nào phải hàn gắn vết thương chiến tranh, nhà nào cũng nghèo, cơm đậu, cơm khoai. Nhưng khi xã hội thay đổi, con người đầy đủ hơn, thì một yếu tố nhân văn là nghĩ đến những người khác nghèo hơn mình, khổ hơn mình. Hay những cái vùng mà như sáng nay bà Mai Dung đó, là bà tỉnh ủy viên tỉnh Bình Dương, là bà từng là biết cái tình hình của dân chúng. Thì một trong những cái tỉnh ở miền Nam, khu vực phía Nam còn rất nghèo, như Trà Vinh chẳng hạn, và Bến Tre cũng có hạn, những cái vùng xa là nghèo. Cho nên chúng ta là nói cho Bến Tre 100 phần mà cuối cùng thành 300. Mà cuối cùng giờ chót á, là công ty Địa ốc Kim Oanh là xin cho hết 300 phần đó. Mà chúng ta vẫn có 300 phần, Tuổi Trẻ Thiên Quang có 300 phần. Thì chúng ta sẽ đi tiếp tục tặng vào ngày 1 tháng 12 dương lịch cho người mù Chùa Hội Đức, tỉnh Vĩnh Long. Và chúng ta sẽ cho lần thứ hai là ngày 28 tháng 11 âm lịch, là người mù ở Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó, thì những cái ngày đó ai có thể đi được thì cùng tiếp tục đi cho quà. Và từ đây cho đến Tết á, thì người ta, những người mù ở khắp nơi là xin Chùa Thiên Quang rất nhiều. Bởi vì chúng ta hay độ người mù thì chúng ta sẽ cho người mù còn nhiều nơi lắm. Thì vì vậy ai muốn đồng hành thì tiếp tục cùng đồng hành trong với Tuổi Trẻ Thiên Quang. Không đi được ngày này đi người khác, mà không đi mình hoan hỷ với những chuyến đi đó, mình chúc lành cho những chuyến đi đó, và mình cầu nguyện những người mù, mắt mù và tâm không mù thì mình vẫn được công đức đầy đủ như người tham gia vào trong chuyến đi. Đó là cái cách mà không đồng vẫn làm từ thiện được. Các vị nghe rõ chưa? Chứ bây giờ thấy cái nhóm A nó làm từ thiện dữ quá, cái nhóm B sanh ra ghét, nói xấu. Thế thì tự nhiên người ta làm công đức của mình lại giảm. Mình nói ô tuyệt vời, nhóm tôi kỳ này bận quá không đi được, mà nhóm bạn làm được quá tốt. Nhưng mà sao? Đến có nói được nhiều điều hay không? Tại sao Nam Mô A Di Đà Phật? Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật chẳng lẽ lại là mới niệm đó mà em ra chửi thế? Mới niệm mà nói vậy. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật nó vi diệu lắm. Vì vậy các vị cũng đừng nghĩ rằng mình phải là sư mới nhắc người ta niệm Phật. Ai cũng nhắc niệm Phật được. Còn bây giờ dạy thiền không phải dễ. Như hội chúng sáng nay thiền cách nào đây? Cho nên A Di Đà Phật là may lắm rồi chứ các vị nghĩ. Trời ơi, giờ mà niệm Phật cái gì xưa rồi. Sư xin lỗi các vị, cái xưa đó là giá trị, là vĩnh hằng. Đâu phải ai cũng ngồi thiện được đâu các vị à. Đó, cho nên dễ nhất. Nào bà con cùng với chúng tôi niệm Phật nha. Thì họ cũng rất là vui. Bởi vì sắp nhận qua mà, cho nên họ vui lắm. Nhưng mình đang gieo nhân cho họ không có nói bậy. Còn vô là bắt đầu bàn tán, nói này nói kia. Thì cũng trong những câu nói đó sẽ có những lời tổn phước. Vì vậy mà những người xuất gia họ hạnh phúc hơn chúng ta, là trong một ngày mấy thời công phu đó bắt buộc. Và chính cái nề nếp công phu đó mà làm cho họ giảm đi các khẩu nghiệp. Mà khi miệng họ tụng niệm thì tâm họ cũng phải giảm đi những cái ý nghĩ xấu ác, cho nên tâm họ trong sạch,
họ được thanh tịnh dần dần, lâu ngày mới trở thành là bậc đạo cao đức trọng. Chứ không phải người tu là cái gì mà ghê gớm đâu. Họ thải dần những ý nghĩ xấu ác, những lời nói xấu ác, những việc làm xấu ác. Còn khi mới vô thì có khi còn tệ hơn các vị. Ở ngoài đem vô còn nguyên si, nhưng mà lâu lắm thì từ từ họ sẽ tốt. Cho nên xã hội văn minh thì các hoạt động từ thiện cũng đa dạng, nhân rộng. Mà người con Phật thì hay nói cái từ là từ bi hỷ xã. Nhưng mà đây là chúng ta một tổ chức của các bạn trẻ thông minh, linh động và sáng tạo. Cho nên mình mang cái sứ mệnh là kết nối cái tâm từ đến với những mảnh đời bất hạnh thì mình cần phải chu đáo, cẩn thận. Chẳng hạn như khi về Vạn Phước Bến Tre, rất là nhiều bạn trẻ xung phong đi, đi gì thì tiền trạm trước. Nhưng mà sau đó thì sư nói rằng thật ra chùa Vạn Phước là sư biết rồi, cho nên các vị phải nghỉ làm để đi tiền trạm đó, thì thôi cũng không cần thiết. Chứ mà không là các bạn phải đi tiền trạm để biết rằng nơi đó mình sẽ cho quà chỗ nào đó, rồi là người dân nghèo ra sao và chương trình của chúng ta như thế nào, để tránh cái tình trạng như là bể xô, phải chưa nào? Vì đây là toàn là những người mang cái tâm hồn thích đi từ thiện cả, nhưng mà không cẩn thận về khâu tổ chức thì nó sẽ bể. Có khi đến nơi không trao được quà rồi phải ra về, cảm thấy rất có lỗi và cảm thấy buồn. Cho nên ai muốn làm việc này phải biết mình đang đứng dưới tổ chức nào, ở đâu, và nơi đó đi đến nơi về đến chốn bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Chứ không được là nghe người ta làm cũng kéo đi làm, rồi là cuối cùng là làm đại làm đến để cho qua chuyện. Thêm vào đó, cái việc đi tiền trạm, chúng ta sẽ biết cái nơi đó có thật sự khó khăn không. Đó, nhiều người cho quà xong về ấm ức. Sư sư con thấy mấy người đến lãng quà đi xe tay ga, tay đeo vàng thì đáng đời mình, đúng không nào? Nhưng mà không tiếc các bạn. Mình hãy nghĩ đó là một việc gieo duyên với người ta. Người ta nhận cái gì của mình là người ta thọ nhận một cái duyên với mình. Cho nên đã làm là không tiếc. Mắc gì đã làm mà còn ngồi tiếc hùi hụi cho nó khổ. Đó, cho nên đã làm là thôi. Nhưng tổ chức thì phải cẩn trọng. Và nhớ là cách cho là quý hơn của cho. Cũng như các vị làm từ thiện nhiều rồi, cho nên là rất là nhẹ nhàng. Sau khi ổn định biết làm như thế nào rồi cứ theo đó mà làm. Nhưng những người mà không biết đó, là lớn tiếng quát tháo. Đưa đây, đưa cái giấy đây, đưa cái phiếu đây, điếc hả, đồ này kia nọ, xong đi ngay hàng, mù hả, vân vân. Tức là mình là người đi cho mà, cho nên người ta đến lãnh mà người ta được phước, mình đi cho mà mình mất phước. Đó, cho nên cái cách cho quý hơn của cho. Các vị thấy không, nhiều khi các vị tặng sư có một cây viết à, mà gói cẩn thận rồi đem đến quỳ thưa, sao sư cảm động, không dám dùng cây viết đó, thấy nó quý quá. Mặc dù bên trong là cây viết bi thiên long chứ không có gì hết trơn á. À, nhưng mà nhiều khi cái cách cho của các vị y như thể là thí ban phước cho người ta một cách coi thường á, thì tự nhiên người ta nhận mà người ta thấy trong lòng không có vui. Vì vậy đến với đồng bào nghèo, món quà của mình là tình thương, là sự ấm áp. Chứ còn sư nói mình không cho người ta không chết mà. Cho nên muốn có cái ý nghĩa thật sự thì phải thể hiện cái tình yêu thương, cái lòng từ bi đến với người ta. Thầy của sư á, sư Bà Quan Âm Tu Viện nay là 81 tuổi rồi. Mà đi từ thiện ở đâu là sư bà lúc nào cũng muốn tự tay mình bưng hết. Bây giờ là chân, cái chân trái là đã một lần là phải giải phẫu rồi. Tay một bên này cũng là yếu rồi. Nhưng mà lúc nào sư bà cũng muốn là tự tay bưng hết trơn á. Nói thôi thầy ngồi chứng minh tụi con làm được rồi. Sư bà nói, già thấy mấy con làm có vẻ vui quá, có vẻ ham vui mà làm quá. Còn khi thầy trao cái món quà cho cái người nghèo, người mù đó, là tâm thầy đã chú nguyện cho họ không có khổ đau, họ biết Phật Pháp. Cho nên thầy làm từ thiện, thầy chánh niệm, thầy không có ồn ào. Tại cái tâm của mình còn đang mắc chú nguyện cho người nghèo mà. Không, còn đây á, tay thì đưa miệng chụp hình, nhưng mày chụp hình, chụp hình, chụp hình. Đó, rồi sùng ở trơn trọi. Rồi nó về đăng bài chưa? Chẳng có cái hình nào ra hồn hết, cho nên gọi là không có PR gì được hết cả. Thì cũng vui thôi, tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ mà. Nhưng mà chúng ta nhớ lời sư bà vậy, đem đến cho người ta có cái tâm ở trong đó. Cầu nguyện cho người ta đã già rồi, các vị thấy già còn mù, các vị thấy tội không? Mà sao bà đi một mình vậy? Con cháu có đâu, thân đã già lại mù. Đó, rồi lụm cụm bưng cái túi gạo đâu có nổi. Thì các bạn đây nè, các bạn trẻ mới khiêng ra dùng.
Đó. Mà nếu chúng ta dắt bà đi ra xe mà chỉ tống bà lên xe cho lẹ thì còn cái gì là từ thiện? Đó. Nói sao mà nãy giờ không vô ăn cơm, mà tống cái bà già lâu muốn chết à, còn cái gì nữa mà từ thiện? Có phải vậy không các bạn? À đúng rồi. Cho nên sư nói cái từ thiện là tình người ấm áp, không đồng vẫn tình người ấm áp. Chẳng hạn như sáng nay sư không có đồng nào, bảo đảm mấy người đó cũng hơi buồn thôi. Là vì sư giảng pháp cho người ta nghe, sư năn nỉ người ta làm những việc lành, xong rồi không có quà thì cũng có hộp cơm. Rồi là nói những điều lành thì họ cũng nói hôm nay lên không có quà, nhưng mà sư nói chuyện thôi cũng vui. Đó. Còn mình cho quà mà mình chửi bới, người ta nói trời ơi chứ bà cho quà chửi dữ lắm. Đó, không nào, bà đã dữ lắm. Đó. Thì sẽ có người nói thôi, cho mà chửi quá thì thôi lấy làm gì. Thì ông nọ nói thôi kệ nó, nghe như không nghe đi, lấy mấy cái gạo cũng đỡ. Đó. Chứ như vậy không còn ý nghĩa gì từ thiện. Đó. Vì vậy đó, cái từ thiện của chúng ta là mang tình người, là trải lòng từ bi đến với tha nhân. Thì như vậy mới đúng với những gì Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta có thể cho chừng 50 người thôi mà rất là nhẹ nhàng, rất là thân ái, yêu thương, thì nó cũng bằng cho 500 người, 5.000 người. Đó. Cho nhiều mà hỗn loạn, cho nhiều mà chửi bới, cho nhiều mà dẫm đạp, rồi về đó vui không thấy vui mà thấy buồn. Sư nghe hai bạn rủ nhau đi nhậu mày, đấy, làm gì đi nhậu, hôm nay đi dẫm đạp một trận đã quá, giờ về nhậu. Sư nói cái gì, nói gì sư không hiểu gì hết, ai dẫm đạp ai. Đó. Nó đi chứng kiến mấy thằng đi nhận quà đạp nhau, giờ đi nhậu một trận. Tức là mấy cái người đi cho quà nói chuyện với nhau như thế. Cho nên những cái lời nói đó, những việc làm đó trong cuộc sống đã xảy ra, thì chúng ta nếu làm ít thì chưa, mà làm nhiều lâu ngày sẽ sanh tâm ngã mạn. Rồi nó sẽ đi đến cái tình trạng xem cái người được nhận giống như kẻ được ban ơn, được bố thí, và chúng ta hành xử. Trong khi Đức Phật dạy người cho thanh tịnh, người được nhận thanh tịnh, của được cho thanh tịnh thì công đức mới vẹn toàn. Các vị nghe rõ chưa? Còn với sư, có người đã nói với sư rằng bây giờ tôi cũng không có quan niệm là đi cho quà nữa, tốn kém mà cũng không được gì. Tôi giờ tôi nghĩ là phải làm một cái trung tâm đó, ví dụ như là nuôi trẻ mồ côi, rồi nuôi dạy người mù, rồi hướng nghiệp dạy nghề gì đó. Chứ bây giờ cứ đem quà đi cho lẻ tẻ vậy tôi nhất định tôi không làm. Và hỏi quan điểm sư nghĩ như thế nào về điều này, thì quan điểm của sư rằng tất cả là do duyên. Duyên làm ít làm ít, duyên lớn làm nhiều. Duyên của mình có thể thiết lập được trung tâm này trung tâm kia, chúng ta hãy dấn thân vào làm những điều gọi là từ thiện dài hơi. Làm một trung tâm phải có khả năng để nuôi cái trung tâm đó. Đó. Chứ mình lập cái trung tâm để lấy cái trung tâm nó nuôi mình thì cũng không phải là từ thiện. Mà chuyện đó các vị chỉ cần đến đó là các vị đã hiểu rồi. Hiểu ta nuôi trẻ thật không? Hay là nuôi trẻ đó, để lấy của đó và nuôi mình? Cái chuyện đó bây giờ đâu có qua mắt được ai đâu. Cho nên bây giờ chúng ta là những bạn trẻ mới đi vào đời, còn trong sáng, còn hồn nhiên. Lâu ngày làm giám đốc, phó giám đốc hết, rồi giàu có lên, rồi là ăn thịt chúng sanh, đổi tâm đổi tâm. Cho nên sư nói cái bài pháp từ thiện là các vị phải nhớ yếu tố hết sức quan trọng, đó là tâm, đó là tình người ấm áp, đó là sự chú nguyện chân thành khi mình gửi món quà đến cho người được nhận. Các vị đồng ý với sư không ạ? Với sư là đi gieo duyên. Quà có rất tốt, không có thì cũng phải cho người ta biết niệm Phật, đến với họ bằng cái lòng cảm mến, đi vào đạo. Tại người ta biết đạo là người ta hạnh phúc. Cho nên sư nói các vị phải hiểu Phật pháp thì mình mới nói trúng được. Chứ còn không đó, người ta hỏi cái mình nói bậy nữa bà, vì mình cũng không biết nói sao. Thành ra đó, người ta thắc mắc, người ta hỏi mình, cái rồi á, mình nói mình không biết thì mình quê, cái mình chỉ tầm bậy tầm bạ, nguy hiểm. Giống như hồi xưa đó, sư học bên Ấn Độ, sư hỏi đường đi Bukhajinaga, là ông Ấn Độ ông chỉ sư đi này đi kia trật lót hết rồi. Đó. Hỏi sao, tại sao người ta chỉ mình đi bậy bạ vậy? Nói thà là chỉ cho vui chứ mà nói là I don't know là không thể được. Không thể nói tôi không biết mà chỉ rồi đi lạc thì cũng kệ mình, chứ không thể không biết. Còn mình á, không biết nói không biết, mà biết nói biết. Thế mấy em của sư đó, nó biết tính sư nè, nói mà đại khái là thế nào cũng bị sư là phóng quang, là te tua hết á. Nghe chưa nào?
nghe phóng quang cho nó oai không, bị chửi à. Đại khái ngày mai có không? Hình như có, thấy chưa nào? À, ông có đi không? Hình như là đi, thấy chưa nào? Ăn chưa? Dạ ăn rồi. Sao con biết? Dạ hình như là như thế. Cái cách nói như vậy là giống những cái ông Ấn Độ mà chỉ bậy cho người ta đi. Thưa sư con không biết, thưa sư con không rõ, thưa sư để con đi hỏi lại. Cái đó nó tập cho mình một cái chân thật từ đầu. Và cái thứ hai nữa, cũng không có gì phải sĩ diện cái chuyện mình không biết. Sư bây giờ có rất nhiều thứ là sư có biết đâu. Nè nổi cái máy này nè, iPhone bây giờ cho 5, cho 6 gì đi chăng nữa thì sư cũng sử dụng để gọi điện thoại thôi. Chứ còn những cái khác đó thì sư cũng không có thời giờ để mà mày mò vô cho nhiều. Đó. Nhưng sẽ có những con người chỉ vài phút thôi là họ sử dụng được hết. Cái sự thông minh và cập nhật nó với cái thời đại, cái thông minh của tuổi trẻ mà, thì mình không biết mình phải hỏi chứ. Sư muốn gửi cái hình này đến cái địa chỉ đi kia, thì một cái đứa bé nó nói trời ơi sao sư già mà sư không biết, để con chỉ cho. Mà nó mới có lớp 4 thôi, nó lấy tay nó bấm bấm kịch hình tút đi liền. À, mình phải cảm ơn, mình phải nể nó chứ. Còn nếu mình nói mình biết thì coi như là mình không làm được việc của mình. Cho nên đối với chúng ta, người con Phật, chúng ta cũng không có nên sĩ diện. Sĩ diện từ cái chuyện biết, không biết nói biết, thấy chưa nào? Từ cái chuyện là gì? Nghèo mà tỏ ra giàu. Đó. Đi xe taxi thì mình không dám nói taxi mà nói xe hơi riêng của mình, đúng không nào? Đó. Nói xe hơi riêng, thấy chưa nào? Rồi đó, đi một chặp một hồi nó không có tiền trả thì nó cũng lộ ra thôi, đúng chưa nào? Cho nên con người ta nó có nhiều cái thể hiện cái sĩ diện, cái bản ngã, mà sau đó là kết quả là mình về mình ôm hận. Nó quê lắm. À, con người mình mà mình nói tôi dạy thôi à, mà người ta vẫn yêu mình thì mới hay. Chứ mình nói tôi này tôi kia, gọi là mình phóng ra là em là giờ giám đốc, nó giám đốc nào, em chỉ điều hành trên mạng thôi. Mạng nào? Mạng toàn miền Nam miền Bắc luôn. Đó, công ty em là bán hàng ở khắp nơi trên toàn quốc vân vân. Đâu ở chỗ nào? Không sư, chỉ trên mạng thôi sư, mà đưa ra nước ngoài nữa vân vân. Cuối cùng chỉ là một cái điều nói cho nó, cái miệng của mình nó bệnh quá, nó ảo tưởng, nó nói cho đỡ ghiền thôi, chứ không có cái gì hết trơn đó. Mà sao sư nói các bạn đây là công nhân rất nhiều nè, đó, rất là dễ thương, và sư rất đề cao. Sư đến với các hòa thượng, sư nói các công nhân trẻ về tu tập rồi ngồi thiền, hòa thượng khen lên, đấy chứ nào. Đó, doanh nhân cũng có doanh nhân thành đạt, có doanh nhân thất bại, mà có nhiều người rất mê cái chữ doanh nhân. Mê làm chi? Mình là cái gì thì mình là cái đó, phải không? À, tự mình giả bộ sách cặp tác mang giày xưng mình là doanh nhân, mà đi qua lại 2-3 bước biết ngay lòi cái đuôi chồm ra liền, không? À, không thể nào giấu được. Cho nên không nên sĩ diện, không nên nói ra là mình biết thứ này thế khác, hoặc tỏ ra là mình giàu có. Không có cái gì hết, không biết là nãy không biết đó. Thì các bạn trẻ dễ thương là cái chỗ đó, nói em chừng đó thôi à, chị em có cái gì rất dễ thương. Cho nên chúng ta hãy nên cảm hóa mọi người bằng cái lòng chân thật của mình đó. Và do vậy đưa đến cái vật nó cũng thanh tịnh, nó không có dối trá, nó không có lấp qua lấp lại, nó làm cho cái công đức của chúng ta bị suy giảm đi. Và còn một điều rất quan trọng và tế nhị, đó là hệ lụy của việc làm từ thiện. Rất nhiều các hội nhóm từ thiện hiện nay đang hoạt động tự phát và lan tràn, không có một sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng, và để gọi là đúng chánh pháp, lợi mình lợi người. Điều này không phải tự nhiên mà sư nói. Tất nhiên sư đã nghe rất là nhiều cái dư luận về những cái vấn đề này, và sư mong các bạn trẻ thân yêu của sư không va vấp vào những điều đó. Bởi vì bây giờ đó, người ta cảm thấy từ thiện là một việc làm giải trí, được lên xe đi chơi, rồi đến cho quà cũng không quan trọng cái chuyện người nhận vui không vui, biết không biết lợi lạc cái gì, nhưng cũng là đi cho. Rồi sau đó cũng được gặp nhau, ăn, chơi, nhậu nhẹt và đi ra khỏi gia đình một cách hợp thức hóa. Bà xã nói anh đi đâu vậy? Anh đi từ thiện. Bà vợ nói đó là một việc làm tốt, anh phải đi thôi. Cho nên vợ ở nhà lo giặt giũ nè, cơm nước nè, chợ búa nè, đưa con đi học nè. Còn ông chồng đi từ thiện. Nhưng mà ông là trưởng nhóm mà, cho nên là rất là bận rộn. Và đồng thời trong những chuyến từ thiện đó luôn tiện cặp luôn một bà, rất là hợp thức hóa. Thấy chưa nào? Anh đi với ai vậy anh? Xem thấy hôm nay anh đi với ai vậy? Ồ, cô là phó nhóm. Phó, anh là trưởng, cô phó. Chúng anh với cô phải hợp tác với nhau để đem những món quà đến khắp mọi miền đất nước. Người vợ hiền, nó nghe thì tin. Thấy chưa nào?
mà lâu ngày rồi sao thấy ngày nào cũng từ thiện cả. Đó, chúng ta lợi dụng một cái chân nghĩa từ thiện để phá vỡ hạnh phúc của chính mình. Nhưng mà con người chúng ta đó, cái gì mà lâu là người ta chán. Cho nên vợ chồng lâu cũng chán. Vì vậy mà ông chồng đi từ thiện, có một vài cô bạn gái cảm thấy cái việc từ thiện của mình nó lý thú. Nhưng đây không phải xuất phát từ một cái tâm niệm chân chánh, mà một hoạt động giải trí hợp pháp mà không ai nói được. Chúng ta không thể đi vào con đường đó được đâu các bạn. Chắc chắn là như vậy. Các bạn có đồng ý với sư không ạ? À? Từ thiện là một nơi vui chơi ít ai để ý mà không có ai chê được. Thay vào đó là tiếng khen. Nghe từ thiện là người ta khen rồi. Đó. Và do vậy cũng khó kiếm được những hội nhóm từ thiện mà minh bạch về tài chính. Bởi vì cái từ thiện nó đến với nhau bằng lòng tin. Các em đến với sư, các em tin sư chứ đâu có cái gì khác đâu. Chúng ta đến với nhau đâu có hợp đồng, đâu có cái gì để gọi là bài bản gì đâu. Đó, mà chỉ là niềm tin với nhau thôi. Thì các cái hội nhóm cũng xuất phát từ là niềm tin. Bạn trẻ là sinh viên nè, công nhân trẻ nè, doanh nhân nè, rồi tầng lớp trung niên vân vân. Mà có người tìm cái nơi mà hội từ thiện đó là nơi trao đổi cái nỗi cô đơn của mình trong cuộc sống. Đó. Cho nên một chập nó sai hết đi các bạn. Các bạn nhớ nãy giờ sư nói cái gì các bạn nhớ rồi đó. Không đơn thuần là như vậy. Đến phải làm cho cái người nhận được phước, mình được, họ được bằng cái tâm của mình. Đó. Và do vậy có một điều hết sức tế nhị là công khai tài chánh luôn là vấn đề nhạy cảm. Nhiều thành viên rất quan tâm nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi vì sao? Họ nói trời ơi, cái rào cản tâm lý là gì? Đã là từ thiện rồi mà còn quan tâm chuyện tiền nong cái gì? Cái mình mắc cỡ. Từ thiện rồi còn nói cái tiền bữa đi còn nhiêu. Cho nên không ai dám hỏi. Và đó là lý do nó đi đến sự tan vỡ. Đó là lý do để làm cho con người ta không minh bạch trong cái đồng tiền đó để làm gì. Tại vì thấy tiền là người ta sẽ quên. Đó, sư nói cháu trai yêu quý của sư đó, ngày xưa nó chỉ là một đứa bé thích làm bao công. Môn học thích nhất của con là gì? Là môn thể dục, bởi vì môn gì cũng dốt cả. Vậy mà bây giờ không món ăn chơi gì nó không biết. Và để ăn chơi được là tiền. Và nó nói chuyện thì ai cũng cảm thấy nó là một cậu bé khờ và đáng thương nhất thế giới. Tại sao con lại nợ số tiền này? Con xin mẹ con 200 ngàn vì lương chưa lãnh mà mẹ con không cho. Con phải mượn đỡ 200 ngàn, nó lấy lãi 50. Rồi ngày sau 200, rồi riết mà thành ra con nợ mấy chục triệu. Đó. Nó nói chuyện như là cái mặt của nó là cái đứa bị đói ăn mà không ai biết. Và chưa nào, sao con quen nhiều bạn gái vậy? Đấy. Con đâu có biết gì đâu, con quen cho biết mà. Nhưng mà rồi con thấy chơi bạn gái cũng vui, cũng hấp dẫn. Cho nên con chơi, chơi mấy người, con giờ cũng nhớ là mấy nữa. Nó rất thật phải không nào, nhưng rất lưu mặt. Tại cái thật đó không ai nói gì nói, thấy nó thật quá. Đó, còn người lấp liếm thì người ta cho là dối. Nhưng cái thật đó là quá trình độ các vị. Trời chơi nhiều lắm, giờ không biết là bao nhiêu nữa. Thấy con người quá thật thà. Cái thằng đó dám chơi mà nó dám nói. Nhưng đó là lưu manh rồi. Tại vì nói mà không ai chắc được ấy. Ăn chơi mà người ta còn khen thật thà nữa. Đó. Cho nên các bạn trẻ làm sao đi vào con đường đó được. Nhưng mà khi lòng tham dẫn dắt các vị làm được hết. Cho nên tham là cái yếu tố đầu tiên, yếu tố đầu tiên mà Đức Phật cứ nhắc đi. Tham là tới sân tới si. Tham mà sinh ra sân, sân là đến si. Sư nói thật với các vị, hồi xưa sư còn đi học từng là một tay tham. Tham gì? Cũng tham nổi tiếng, ví dụ vậy. Tham làm lớp trưởng, thấy chưa nào? Đó. Bắt đầu trong lớp ai làm lớp trưởng chưa, ai giơ tay mình giơ trước. Hăng vậy đó, sư nói hồi nhỏ nha, cấp 1 đó. Và trong lớp học chung có nam, có nữ mà sư giơ tay đòi. Thầy giáo nói em làm được không? Thưa thầy em làm được. Đó, nói thôi để thầy nhờ bạn nam này làm, bạn nam làm lớp trưởng thì hay hơn. Không thầy, nó học ngu hơn con. Đó là thể hiện cái tham bộc lộ ra ngoài. Đó, rồi là cái tánh nó theo mình cho đến khi mà mình lớn và mình hiểu cái tham nó đem cho mình bao nhiêu bài học. Sư nhiều, nhiều bài học lắm. Sư rút ra nhiều bài học khổ đau vì sự tham lắm. Rồi khi mình đi tu á, mình tham á, là chư thiên nhắc liền, giáng những đòn trời giáng lên. Mà giờ kể ra đó, không có thời gian, mà cũng là hơi mắc cỡ. Chứ có hết. Chưa nào.
mình khởi cái tham là có chư thiên trị liền. Sư nói như thế. Cho nên con người ta chính vì cái tham mà biến hoạt động từ thiện, làm mở đi cái tâm sáng của chúng ta, và thay vì phước là tội. Cho nên gần đây trên mạng xã hội Facebook đã rộ lên những cái chuyện các thành viên nói qua nói lại về vấn đề tiền nong, xấu hổ. Cho nên chúng ta có ít là ít, mà sư nói không đồng vẫn làm từ thiện được. Chúng ta về với nhau, chúng ta cùng đi với nhau. Đó. Thì tự nhiên có những người mạnh thường quân, họ có tiền họ không thể đi được, chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ giúp cho. Chẳng hạn ta nói từ ở nước ngoài ta gọi về, sư ơi con muốn giúp người mù 2 triệu đồng, sư nói sư sẽ làm dùm cho. Phải hôm nào mình sẽ làm dùm họ, vì họ tốt ở bên nước ngoài họ không làm được, thì sư sẽ làm dùm cho. Thì trong cái việc làm của sư có các em, có các bạn, nhưng cái việc đồng hành của chúng ta chỉ cho chúng ta tăng phước mà không có tạo tội. Đó là chúng ta phải nhớ cái việc của mình. Và bây giờ chúng ta thấy không, chỉ cần đăng lên Facebook một cái dòng hay một cái hình, một cái đứa bị phỏng, bị què gì đó, là lập tức người ta chia sẻ và người ta để tiền vô. Sư nói thật, sư nói như thế chứ sư không bao giờ là cái người chơi Facebook hết. Đó, sư nói thật, bởi vì không có thời gian. Đăng cái Facebook mà người ta hỏi không trả lời thì người ta bảo mình chắc cũng là luôn ngoan rồi. Đó, cho nên không có thời gian thôi. Chứ Facebook cũng là một cái phương tiện xã hội cập nhật quá là nhanh, và nó kết hợp với cộng đồng con người rất là rộng rãi. Nhưng mà chỉ cần một hình ảnh thôi là người ta chia sẻ vào, rồi là người ta gửi tiền đưa đến cái bệnh nhân, nạn nhân đó. Đôi khi cái nạn nhân đó tiêu xài, hoang phí. Đó là câu chuyện về anh Tuấn sống với 2 người con gái trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ta chụp cái hình anh ta sống với 2 đứa con gái. Thế là biết bao nhiêu người gửi tiền cho anh ta. Anh ta tiêu hết số tiền từ thiện, hình như gần 100 triệu. Tiêu sạch liền, tự nhiên có một số tiền quá lớn. Thì làm gì mà ăn cơm với tàu hũ hay là nước mắm. Anh ta sẽ để cho 2 đứa con gái ở đỡ trong cái nhà trọ, và anh ta ăn chơi cho hết 100 triệu gì đó, rồi bắt đầu dắt 2 đứa con gái ra vỉa hè sống tiếp. Rồi một ngày nào lại có người chụp hình nữa, lại đưa lên Facebook, lại tiếp tục nhận những đồng tiền. Rất là ác. Ác cho cả người bố thí và ác cho cả người nhận. Đó là điều các em nên xem lại. Chỉ cần thấy một cái hình ảnh gì đăng lên mà đó là mình đem tiền đến thật. Có những người đăng rồi cuối cùng tiền đã sử dụng luôn. Các vị biết tiền đó, tiền nạn, tiền tai, tiền trong chùa cầu an, tiền cầu siêu, phải chưa nào? Tiền trên thế gian là tiền đau, tiền khổ, tiền nước mắt, tiền mồ hôi. Mà lấy cái đó để tiêu dùng thì xem như thế, chứ mà kết quả khổ đau sẽ đến. Cái đó nhân quả rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta không thể nào mượn một cái hình ảnh đăng lên Facebook để kêu gọi tiền bạc. Tất nhiên muốn như vậy chúng ta phải có tập thể. Thì chúng ta, tiền của chúng ta phải là minh bạch tài chính, là tự nhiên nó yên. Còn 1-2 người làm nó sanh chuyện liền. Đó là sự mình không thắng được lòng tham của mình. Đó. Có một người mẹ bế đứa con 20 tuổi luôn mà nó ặt ẹo vậy nè, nó không đứng được. Đứng ở trên đường Võ Thị Sáu. Rồi ai đi ngang qua cũng ghi một câu: còn thiếu 200 ngàn là đủ mua chiếc xe lăn. Cho nên ai đi qua bỏ 200 ngàn đấy. Mà sau mà ngày này qua ngày khác không thấy mua xe lăn. Tức là để cho đứa con hoạt ẹo ở trên bờ vỉa hè để kiếm tiền, chứ không bao giờ mua xe lăn cho nó. Thì chúng ta thấy không? Ai đi ngang mà trời có 200 ngàn mà đứa nhỏ là được có xe lăn ngồi rồi. Đó là bỏ tiền vô. Rồi bà này bảo, ban đầu bà có tâm tính mua xe lăn thiệt, mà riết thấy khỏe quá, có một câu nói mẹ con sống khỏe quá, cho nên đi đường này qua đường khác để kiếm 200 ngàn. Mà 10 cái 200 ngàn là 2 triệu. Hết đường Võ Thị Sáu thì qua Lê Thánh Tôn, hết Lê Thánh Tôn thì là về nhà bé, cứ vậy mà sống thôi. Và cứ đeo đứa bé oặt ẹo ở trên vai. Như vậy đối với cái việc đó thì như thế nào? Phải có người nói cho bà biết rằng nhân quả rất là khổ đau. Bà thấy đẻ một đứa con oặt ẹo rồi thì bà sẽ nghĩ rằng đến kiếp nào đi nữa cũng là những đứa con oặt ẹo, thương tâm mà thôi, chứ không bao giờ hạnh phúc. Ngày kiếm có mấy triệu chắc nữa cũng chỉ là một đời sống lây lất mà thôi. Phải có người mở cho họ. Nhưng mà chúng ta là gì? Thảy cho 200 ngàn nghĩ là làm phước. Đó, nó sai hết các vị biết không? Biết bao nhiêu người đều cảm nhận rằng mình bố thí một chút mình có niềm vui. Nhưng nếu có thêm một chút trí tuệ thì quả rất là tuyệt vời. Có những nhóm kêu gọi về một ca bệnh phỏng hay là bị thương, bị gì đó, rồi tiền nó dư giả.
cái gia đình thân nhân của bệnh nhân á, không lo bệnh nhân mà thân nhân của người bệnh mua iPhone, iPad, vân vân, mua sắm vân vân, rồi tiếp tục lại là làm cái chuyện đó để được những số tiền như ý. Đó. Rồi có khi xây dựng ngôi nhà tình thương đó, thì bao nhiêu hộ nhóm cùng kêu gọi. Cuối cùng cái bảng treo lên là cái nhà này là tên ai, phải có tên chứ. Cuối cùng không biết để tên ai hết, cãi nhau. Phải chưa nào? Vì ai cũng muốn để tên mình. Thôi, bởi vậy cho nên á, sư nói ở Thiên Quang nhiều khi sư không có nói tên người cúng dường. Tập lần lần cho ba la mật đi, cho nó khỏe. Đó, sư nói thiệt. Nhưng bắt đầu thì ghi nhận là người ta cũng rất là vui. Nhưng mà riết rồi không ghi nhận, nhưng mà cái tiền đó sử dụng vào mục đích chân chánh thì người ta cũng rất là an tâm. Sư kể chuyện vui cho các vị nghe ha. Một nhóm là đệ tử của sư bà đi về với Cà Mau để mà giao cái cầu. Thì cái sư ni sư mà đứng ra để kêu gọi làm cái cầu á, thì sư lấy một cái miếng bằng đá rồi viết chữ là chữ trắng lên. Thì cái người mà nghiệm thu cái cầu á, mới thấy là ghi tên những người cúng cái cầu đó. Mà trên một cái miếng đá, cái bia màu đen chữ trắng. Thì mấy cô nói trời ơi, cái nghiệm thu cầu mà giống như là mình đi về cõi chết á, thấy để tên mình lên cái bia. Thôi đừng có để cái bia nữa. Được chưa nào? Cái ni sư nói tôi để bia rồi nào, tôi để tên tôi tri ân các nhà hảo tâm mà. Thì mấy cái người đó nói trời ơi, để mà đi không lấy bảng xanh bảng vàng gì đó, lấy cái bảng đen khắc chữ trắng lên rồi làm bông sen vòng vòng, tôi thấy giống cái bia mà nó nghĩa địa quá. Mà lúc đó trời tối rồi, thôi được rồi, khỏi nghiệm thu, leo lên cái ghe để trở về, mà lên trên đất liền mà về, đi ghe đi tàu cực lắm. Nhưng mà rồi bị mưa cho nên ghe phải tắt vào trong một cái bờ để leo lên cho qua cơn mưa rồi đi tiếp. Thì trời nó tối hù rồi mới leo lên trên bờ, thì có cái nhà để mà vô núp cho qua cơn mưa, bởi vì cái ghe nó không có cái đồ che. Cho nên vô, các vị biết không, trời tối mới rờ vô cái nhà đó, hóa ra cái nhà bán quan tài. Trời ơi, la làng lên chạy quá trời. Trời ơi, đi nghiệm thu thì thấy cái bia để tên mình đã hết hồn rồi, giờ vô cái nhà bán toàn là hòm không. Đi làm từ thiện nhiều chuyện vui lắm đúng không? Đi làm từ thiện nhiều chuyện vui lắm. Đó. Thôi thì hôm nay mình nói sao cho hết chuyện từ thiện. Sư chỉ nói từ thiện không đồng vẫn có phước, mà từ thiện rất nhiều cũng không có phước, là do chúng ta sử dụng sai cái mục đích và từ cái tâm của mình. Nhiều khi mình bố thí chỗ đó chừng 5-3 triệu rồi chừa lại 5-3 triệu để tối nhậu nhẹt với nhau là thôi rồi, không có chút phước nào. Những cái chuyện đó hội chúng ta không có. Nhưng mà sư nói đây cũng sẽ có nhiều người ở đâu đâu đó họ nghe, họ phải điều chỉnh lại. Chứ cái người mà làm công việc hoằng pháp là phải nói lên nhân quả. Mà đời này nếu thấy tội, nếu thấy địa ngục, không ai dám làm. Nhưng người ta không thấy, cho nên người ta cứ để mai. Để mai rồi tu, để mai rồi sửa, để mai rồi sám hối, để mai chết luôn. Cho nên là sư có mấy lời để mà cần phải có những hồi chuông phản tỉnh cho tệ nạn từ thiện. Đối với tuổi trẻ Thiên Quang, từ thiện là một hoạt động để chúng ta gần gũi nhau, để mà ban rải cái thông điệp yêu thương. Các vị đi từ thiện với Thiên Quang hoặc đi theo từng nhóm cũng không bao giờ quên những điều mà sư đã nhắn nhủ và chia sẻ với các vị trong buổi chiều hôm nay. Đừng bao giờ quên rằng những việc làm của chúng ta, cách cuối cùng là cái thông điệp từ bi, cách cuối cùng là cái tâm ta tăng trưởng tâm từ bi. Nếu bố thí rất nhiều, cho rất nhiều mà chúng ta ăn thịt chúng sanh rất nhiều, thì cái bố thí đó cũng là con số không. Hãy bố thí ngay trên bữa ăn. Trên bữa ăn không có thịt chúng sanh là một việc bố thí vô cùng cao thượng. Trình độ các vị tu có cấp rồi, thiền sư dám nói như thế. Còn những người mới tập tu mà nói như vậy, người ta bỏ chạy hết, có đúng không nào? Và Đức Phật dạy, hãy cho những điều khả ý, chúng ta sẽ được những điều khả ý. Và do vậy, những cái gì tốt lành hãy đem đi cho. Thấy chưa? Nếu chúng ta cho những điều không tốt lành, chúng ta sẽ nhận lại điều không tốt lành. Thì ví dụ sư nghĩ xấu về Ngọc Toàn đi. Ngọc Toàn không nghĩ xấu sư đâu. Đó. Nhưng mà bác Tuấn Hưng sẽ nghĩ xấu cho sư. Nghĩa là mình thấy ra một cái hòn đá, mình không vấp, con mình vấp. Chứ mình đừng có nói là thiên hạ vấp. Cho nên Đức Phật dạy, hãy bố thí những điều khả ý để nhận lại
những điều khả ý. Khả ý là dễ thương, khả ý là mình thích thì người ta thích, và mình không thích thì mình không làm cho người khác. Mình không xài đồ giả thì mình không bán đồ giả. Mình không ăn chất độc thì không khuyên người dùng chất độc. Có như vậy thì cuộc sống của mình nó mới đúng là những con người có tâm từ và có trí tuệ. Sư tin rằng tuổi trẻ Thiên Quang sẽ sống với tất cả tấm lòng chân thật và mang thông điệp từ bi và trí tuệ, hiểu biết và yêu thương đến tất cả mọi nẻo đường đất nước. Đi đến đâu, hoa yêu thương, hoa trí tuệ cũng sẽ nở dưới đôi bàn chân của chúng ta. Thân ái, cảm ơn tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư, cho dù chúng con có trải qua nửa đời người, nhưng nếu không có duyên lành với Phật pháp thì cũng không thể nào hiểu hết được những bài học quý giá của ni sư chỉ dạy. Không hạnh phúc nào bằng khi hàng tháng chúng con vừa đủ duyên tham gia công tác thiện nguyện và lại còn đủ duyên tể tử tu tập tại khóa tu tuổi trẻ Thiên Quang. Với chúng con đó là điều đáng trân trọng mà không phải bạn trẻ nào cũng có được như vậy. Sự hy sinh, dẫn dắt, dìu bước chúng con hàng ngày của ni sư như đã khắc họa lên hình ảnh một người thầy hết sức đáng kính, người thầy của niềm tin vào cuộc sống, người thầy của yêu thương trùng khắp và người thầy của trí tuệ hàng soi. Những lời tri ân không bao giờ là đủ. Chúng con xin nguyện lưu tâm và thực hành theo những gì ni sư đã chỉ dạy để bước tiếp trên con đường hồng pháp của ni sư, cũng như soi dò lại chính mình để tu tập hàng ngày. Thay mặt hội chúng con xin chúc ni sư thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con trên con đường sắp tới. Chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa Thích Phước Trí cùng quý sư chùa Vạn Phước đã tạo điều kiện cho chúng con được về đây có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô Công Đức Luân Bồ Tát Ma Ha Tát. Cần một bờ vai chở che em này,
cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh, cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người, nụ cười sẽ mãi dàn ở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiếu thân sống trong bóng tối, khi thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muộn màng tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai.